Hello, chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh của AS Mobile ngày hôm nay. Tèo tèo. Hôm nay thì các bạn cũng đã biết rồi. Khẩu Famat cái gì đây? Macaron. Ui, sát thương tăng 2, cộng 1 băng đạn và tầm xa bị giảm. Ui ui. Cái khẩu này sát thương tăng 2 là hơi bị bá rồi các bạn, mà thêm đạn nữa chưa được. Wow. Ui, cái gì đây? MP5 rằng ri. Wow. Nó có đi kèm thêm những cái skin súng cực kỳ hiếm này các bạn. Skin súng này là kiểu như là skin súng nó không có tăng gì hết, nhưng mà những skin súng này nó sẽ không bao giờ ra lại đâu các bạn ạ. Đó, hiện tại thì mình có 15 thẻ miễn phí và bây giờ mình sẽ quay thử luôn liệu rằng có ra hay không đây. Ra. Ui, hòm quỳ bắp là thấy không ra rồi các bạn ạ. Hay lắm. Hay lắm bạn Hiền ơi, dâu gì cũng xa nhau rồi. Rồi bây giờ mình còn một cái 24 giờ nè. Một cái dấu ánh nước nè. Ra đi. 44 lucky rồi không ra. Ra. Ui, 24 giờ các bạn ạ. Ui, khẩu pha mát kìa. Ui, đúng kinh hoàng luôn các bạn ạ. Cái khẩu này sau khi quay xong thì mình sẽ test cho các bạn xem luôn. Mình sẽ test như là test đích luôn. Đó. Bây giờ hết rồi. Từ từ mình kiếm thẻ mình quay tiếp rồi các bạn. Đậu xanh. Mỗi lần cứ nhận cái này là quảng cáo cái súng không à, đậu xanh đó. Làm gì làm lẹ lên. Vô. Thăm. Trời ơi. Yên tâm, mình có 19.000 kim cương mà, yên tâm. Ok, bây giờ quay thêm 600 nữa nè. Ui, thấy không ổn rồi, đậu xanh tự nhiên mời một cái đậu xanh. Hươi, biết ngay mà. Why so? Tại sao mời tôi một cái là nó mất tiêu rồi, 600 thêm lần nữa nè các bạn. Như vậy là 1k2 kim cương rồi. Rồi, hòm cùi bắp nữa rồi. Xui lắm các bạn. Đang quay súng mà mời một cái là xui lắm các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vào đổi mấy cái giọt nước nè các bạn. Đâu rồi? Quy đổi nè. Trời ơi. À, đổi cái dù. À, gì đây? Đổi. Không thể đổi là sao? Cái dù này mình có rồi hả? À, chắc là có thể là mình có rồi nha các bạn. Hợp thiên thần và ác quỷ có luôn rồi. Hợp đầu năm mới là hợp gì ta? Mở thử coi. À, có hết rồi, đậu xanh. Thôi quy đổi cái thẻ này đi các bạn ạ. Dùng cái thẻ này để quay tiếp các bạn ạ. Cái này cực kỳ khó ra luôn, mình nói thiệt các bạn. Nếu mà với những cái ạc nào mà đã chơi rất là lâu rồi thì mình nghĩ nó là một cái kết quả của việc khó ra nhất thế giới. Vẫn không ra kìa. Ok. Ra. Như vậy là tiếp tục là một. Một. Ui. Ra. Trời đất. Qua đây đổi cái thẻ này nha các bạn. 1k8. 1k8 kim cương rồi mà vẫn chưa ra. Mày muốn tao phải làm sao? Khổ máu luôn. 82 lucky rồi. Cái khẩu này chắc là nghe nói là trời ơi, lần đầu tiên mà mình quay súng nó dễ ra đến như vậy, mà chỉ cần 1k8 kim cương là suy ra cái khẩu súng này nó chỉ có khoảng tầm là bao nhiêu ta, 200k, có thể là như vậy, 200k, đúng rồi, 200k, 250k. Quá đã. Trời ơi, quá đã, cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào test đích cho các bạn. Mình sẽ vào test cho các bạn xem nha. Ok. Ui, cái gì đây, đậu xanh bị lát kìa. Ui. Ui, nhìn kinh khủng chưa các bạn ơi. Ui, nhìn mình giống như là người ngoài hành tinh vậy đó. Ghê quá à. Lần đầu tiên mà mình bị lát kiểu như thế này luôn các bạn ạ. Coi nè, nhìn nè. Ôi, giống như là nó là một người ngoài hành tinh mà không có cái đầu, chỉ có cái mặt nạ thôi. Ok, dù gì nó là cái gì đi chăng nữa thì vào game thôi. Mong rằng vào game sẽ không bị như vậy.
Ok các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu các bạn cảm thấy like. Và bây giờ thì hiện tại mình đang bắn trên con điện thoại đó là chính là Samsung Galaxy Note 8. Mình không có đeo tai phone tại vì đeo tai phone thì nó sẽ không lấy được tiếng game. Và nếu các bạn biết rồi đó, nếu không đeo tai phone thì mình sẽ hơi bị ngáo một xíu. Thôi kệ đi, không sao. Hiện tại thì mình nhảy không tới trên kia rồi thôi. Nhảy xuống nhà gỗ dưới đây thôi. Đừng ai thấy tôi, đừng ai nhảy xuống chỗ tôi. Mong rằng xuống dưới thì sẽ có khẩu Famat Macaron. Ui, bên kia bắn nhau. Hình như bên kia có chuẩn bị bắn nhau nè. Ê, hình như tụi nó trong đó. Ôi, làm gì đó. Ui, đấm chết thằng kia luôn. Ui, cờ la này, mình ghét nhất là cờ la. Đầu xanh, đầu phòng, đầu... Ê, chạy đi đâu con sâu lông trên cành non, 2-3. Trời ơi, dăm ba. Rồi nãy mình thấy có một thanh niên nào đó vỡn ở xung quanh đây, mặc áo vàng, đâu rồi? Chạy mất tiêu luôn, hay là nó chạy xuống dưới kia ta? Thôi kệ đi, có lẽ là mình không nên xuống dưới kia. Mình có lẽ là mình nên lên trên phía trên cổng trời để mà kiếm địch mà bắn nha các bạn. Tại vì các bạn biết đó, thường á, hiện tại là mình đang đi ranh trong buổi tối. Hiện tại là thật sự mà nói thì đây là lúc 3 giờ sáng mình làm clip cho các bạn xem. Ăn cái nấm cái đã. 3 giờ sáng thì mình làm clip cho các bạn xem thì thực sự mình cũng rất là mệt, tại vì muốn có một clip sớm nhất cho tất cả mọi người cùng xem luôn thì mình phải thức tới bây giờ. Thực chất thì nãy giờ mình gãy cũng phải 2-3 trận rồi đó. Thực sự nào là vào đang combat thì máy nó giật một phát. Rồi nào là... Ui, có thanh giáp này. Rồi nào là vừa nhảy vào cái chết cũng phải 3-4 lần rồi đó, chứ không phải là giỡn đâu. Thực sự thì tối khoảng tầm cái mức thời gian là 12 giờ đêm và tới lại là 3 giờ sáng là cái mức kiểu như là toàn là cao thủ không các bạn. Thực sự thì mình hay bắn đêm, thường thường mình chơi khoảng tầm là 12 giờ cho đến 3 giờ sáng thì các bạn cũng biết rồi. Cái tầm giờ này là tầm giờ của cao thủ tranh tài, các bạn biết đó, cao thủ tranh tài. Khoảng tầm giờ này thì các bạn không nên, nếu mà anh em nào muốn leo rank thì không nên leo rank vào giờ này. Thực sự nếu mà các bạn leo rank vào giờ này thì toàn là cao thủ không à. Đó, với những anh em nào mà giấu ba mẹ để mà chơi game vào buổi đêm thì không nên. Tại vì chơi game vào cái khung giờ này thì nó không lên rank một xíu nào đâu. Tại vì ở trong cái mức thời gian này nó rất là nhiều cao thủ, thì người ta thức khuya người ta chơi. À, có tiếng bắn nhau phía trên. Nhà gà có người nè. Ok, mình sẽ tới luôn. Để coi. Hiện tại mình không đeo tai phone, thực sự nếu mà không đeo tai phone các bạn biết đó, cái cảm giác bắn y chang con boss luôn, không khác gì con boss hết á. Nên là khi mà chơi game mình khuyến cáo các bạn nên đeo tai phone để biết được vị trí địch nó nằm ở đâu. Không. Ê, làm gì đó, lút đồ à? Đâu có được. Có AS Mobile ở đây rồi. Không lo gì cả. Thôi ôi, nhường phần cho AS Mobile lút đồ xíu nào. Ui, khá là nhiều đồ. 4x, ui, mình phải kiếm một khẩu Famat. Nãy vừa quên, mới quay ra khẩu Famat Macaron cực kỳ nguy hiểm thì... À, ok, như vậy là đã có Famat rồi. Quá ngon, quá nguy hiểm. Các bạn có nghe tiếng mình nó đặt ở đâu không ta? Mình không thể nghe được tiếng mình nó đặt ở đâu. Mình chỉ nghe được là có tiếng gì đó, tiếng mình, tiếng đặt mình á. Ở đâu gần đây mình không biết, là nó ở bên trường học hay là bên kia nữa. Kệ đi, gặp đâu bắn đó thôi nha các bạn. À, bên đây có giao tranh. Nhà bên này. Với khẩu Famat này thì nó cộng cho mình 2 sát thương. Và cùng với đó là băng đạn, các bạn có thể thấy rằng là 32 viên nè. Đó, thường thường là 30 viên. Đây là thêm 2 viên nữa. Nói chung là không nhiều đạn cho lắm. Nếu tay cầm 3 thì khá là nhiều. Băng đạn 3 thì khá là nhiều đạn nha các bạn. Không có ai hết. Hay có bom keo bên kia. Trời ơi, chị Hằng. Yên tâm đi, chị Hằng sẽ không bao giờ mà cho nổ quỷ dữ đâu. Mình là quỷ rồi, chị Hằng sẽ không làm gì mình đâu. Nhớ trước tiên vào nhà cho nó chắc, cho nó an toàn nha các bạn. Khùng khùng điên điên, chị Hằng nổi cơn thịnh nộ, quất cho mình phát.
nằm đóng như ống cống. Đấy, các bạn thấy khẩu pha mát nè, mình cho các bạn xem nè, rất là đẹp luôn. Mình đoán không nhầm thì khẩu này nó khá là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Chỉ số như vậy là rất là mạnh rồi nha các bạn. Cái chỉ số mà tăng 2 sát thương, cùng với đó là tăng 1 băng đạn. Pharmat cần băng đạn để sấy mà các bạn, bắn hoài không hết. Cái thằng củ cải bên nhà sách bên này đâu rồi ta? Không thấy đâu luôn. Thôi, biến hình lẹ vậy. Mình vừa ra qua tới đây thì không thấy thằng củ cải đó đâu. Các bạn có thấy nó đâu không vậy? Đúng là không có tay phone là không biết định hình cái thằng củ cải đó ở đâu hết. Cay thiệt. Để mình xem, để mình test thử cái khẩu pha mát này cho các bạn xem nó mạnh cỡ nào nhé. Ui, có GAV rồi kìa. Mong rằng sẽ có thằng địch ở... À, chạy đi đâu con sâu lông trên cành non. Trời ơi, chạy đi. Chạy. Ui, xém chết rồi, kinh chưa các bạn. Rồi, chạy đi đâu con sâu lông. Con sâu lông này không có đường nào để chạy đâu. GAV đã nằm ở đây rồi. Chết với tao. Mày có thấy tao đang cầm khẩu súng gì không nữa hả? Chính xác là Pharmat Macaron. Chỉ cần nhẹ một phát thôi thì ta sẽ lấy tiếp mày. Núp đi đâu con sâu? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà vàng phải dây. Ủa nó đâu? Ủa? What the hell? Trời đâu? Trời. Đêm hôm rồi lại gặp ma hả trời? CV bảo nó là nằm ở đây mà. Cái gì vậy trời? Ngáo rồi, không có tai nghe là ngáo rồi. Mình không nhìn nhầm chứ. Mình đâu có nhìn nhầm đâu. Cái thằng củ cải này đi đâu ta? Ok, bỏ qua cái thằng này đi. Bực cả mình nè. Trời ơi, con hàng của mình. Ok, tiếp tục di chuyển thôi. Trên bản đồ hiện tại là 20 người. Chắc mình nghĩ là mình có thể giết được 10 kill nữa. Mong rằng là như thế nhé các bạn. Chưa có thính. Ok, ở đâu có thính, ở đó có AS Mobile và những người bạn. Khó máu luôn. Hiện tại mình 4 bình máu. Hôm nay thì mình đem kỹ năng đó chính là Hayato, cùng với đó là Kelly, và cùng với đó là Maxim. Với khẩu Pharmat này thì mình đánh giá nó cũng ngang ngửa với khẩu Pharmat gì ta, vũ trụ. Thực sự có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, cần băng đạn nhiều. Đó, Pharmat vũ trụ thì thay đạn rất là lâu, cực kỳ lâu luôn. Mình ghét cái cách thay đạn của Pharmat vũ trụ. Nhưng mà cùng với đó thì nó sẽ tăng 2 sát thương và 1 tầm xa. Đó. Còn với cái khẩu súng này thì các bạn cũng có thể thấy rồi, tăng 2 sát thương, giảm 1 tầm xa, nhưng bù lại cho mình đó là lượng đạn rất là nhiều. Các bạn có thể bắn thoải mái, bắn như là lên đồng, bắn như là lên đỉnh vậy đó. Thính rồi. Hello khủng long xanh. Ui, quật chảo kìa. Ui, nó biết mình rồi, đậu xanh. Nhưng mà đang làm clip sao quật chảo? Bắn đi. Kéo một phát lên tới trời mây luôn kìa. Ui, thấy mẹ rồi. Nó biết mình kéo tâm nó núp vào rồi. Ui, chạy. Ui, trời ơi, cái gì đấy. Em xin lỗi. Mày ngon. Nhà mày lớn, nhà mày sang, nhà mày cao, nhưng mà mèo bằng nhà tao. Từ. Có tiếng chân. Ui, khủng long ơi, em xin lỗi. Tao sấy mày đó, nhảy lên đây tao sấy. Tao sấy mày đó. Ui, giáp con bò các bạn ạ. Ui, ê, dựng bom keo hả cưng. Ok, quật chảo thì thích vô đây. Ui,
Ai bắn nó vậy? Từ từ. Hướng đạn. Nó chết ở sau bông keo. Ở phía trên không có. Ở phía dưới không thấy. Hướng này thì chắc chắn là cái hướng chòi thôi các bạn. Hướng chòi rồi. Mình chắc chắn 100% luôn. Chỉ có hướng chòi mới bắn được nó thôi. Nó té về hướng này mà. Nó té về hướng này thì đương nhiên hướng chòi bắn. Ok, chắc chắn 100% là chòi. Rồi à, không có. Vẫn chưa thấy. Cày thế. Chòi hay sao ta? Mình nghĩ rằng là chòi. Thôi cứ cho nó là 70% là chòi đi. Không thấy các bạn. Ok, cho nó là 70% là chòi nha các bạn. Còn 30% là ở dưới kho. Rồi như vậy đi. Quyết định vậy đi. Như vậy là mình sẽ để chòi nhiều hơn. Bên kia nó gọi thính kìa. Không biết trận này mình có top 1 được hay không. Các bạn hãy chờ xem. Trong khi xem nhớ ấn like và subscribe cho kênh của mình nha. Anh em nào bị mất chuông thông báo thì nhớ tắt chuông bật lại 2 lần nha. Còn bạn nào mà cảm thấy thích mình thì nhớ ủng hộ cho mình 1 lượt like và lượt share nha. Thích lắm đó. Mình mới nghe tiếng bắn shotgun ở đây mà mình không định vị được là nó ở phương trời nào. Tại vì các bạn cũng có thể biết đấy. Không có tai phone thì không làm được gì cả. Mình chơi game mà mình không có tai phone giống như một con bù nhìn. Ê, trời, thấy chưa, mình nói trời mà. Trời ơi, chạy đi đâu lần này thì mày chạy đường trời con à. Con sâu lông mà trên cành non. Sau lưng mình có 2 thằng nữa kìa. Ấy. Trời ơi. Thanh niên cục xúc phải trưởng. Trên trời thì người ta núp cái đầu xuống đi. Ngủ luôn ở trên đó đi. Lòi lòi cái đầu ra. Trên đây nó đang giao tranh. Chuẩn bị giao tranh nè các bạn. Nó đấu kiếm với nhau nè. Chuẩn bị đấu kiếm nè. Mình sẽ là một con ngư ông đắc lợi. Ê, ôi, nó giết thằng kia bằng MP40 rồi. Từ từ, ở phía trước mặt mình có 2 thằng chuẩn bị đao giao tranh với nhau. Có bom keo nè. Mình không nên công thằng này vội. Tại vì phía bên kia có 2 thằng. Mình sẽ ke nha các bạn. Ke. Trong khi đó thì mình nghĩ 2 thằng kia nó sẽ không xuống đây. Nó bắn nhau, nó vả nhau trên kìa. Trong khi nó vả nhau thì mình có nên là qua chơi cái thằng củ cải bên này không ta? Ok, mình nghĩ là qua nên qua chơi cái thằng củ cải bên này nha các bạn. Nguy hiểm quá. Let's go. Mày chạy đi đâu con sâu. Mày ở trên luôn đi, mày dám núp. Ghét mấy thằng núp nhà đá lắm, cực kỳ ghét luôn các bạn ạ. Chết mình trước ra. Không có. Mình nghe tiếng nó rồi đó. Nó núp sau cửa chắc luôn. Ê, đậu xanh. Quăng cho nó quả lựu nè. Đùng. Thanh niên. Trời ơi, mình không tin là quả bom nó có thể giết được nó luôn á các bạn ạ. Trời, thật là kinh khủng. Ui, thanh niên này làm gì ở đây ta? Ngồi lút đồ á. Ui, bom keo kìa. Trời ơi, cá tỷ bom keo là đây chứ đâu. Nãy giờ mình chưa được thử bắn FAMAS nha. Ok, bây giờ gắn giảm thanh vào để thử test thử khẩu FAMAS này nè. Mình nghĩ thì đam ở ngoài sảnh là đam 33. Cũng ngang ngửa với lại là khẩu FAMAS vũ trụ. Nên là để thử coi. Tấn công lên luôn hay sao đây ta? Ok, lên luôn. Let's go. Thôi bạn Hiền. Thôi bạn Hiền ơi. Ui, cái đầu. Mày bắn tao hả? Mày muốn bắn tao đúng không? Mày muốn bắn tao lắm hơn đúng không? Thôi ôi trời. Chạy đi đâu con sâu. Ê lộn, nó đâu có chạy đâu ta. Nó ngồi mà. Thôi, FAMAS này hơi cực. Ui. Thanh niên chăn râu là đây. Chơi.
chơi. Thằng nào sấy ghê hơn, thằng đó ăn. Quá xịn sò con bò là đây. Quá phê. Ây da, khốn nạn thằng bắn lén. Thằng khốn. Mày muốn bắn tao đúng không? Ok. Mày muốn bắn tao đúng không? Mày chạy đi đâu con sâu? Hết đường chạy rồi con ạ. Đó đây. Ui, nó vô nhà rồi. Một quả lựu được đáp lên đến từ vị trí của AS Mobile. Bắt đầu. Chuẩn bị. Không thấy ai cả. Nhảy vào nhà. Ok, lượm được quả mình. Không có ở trên. Bắt đầu. Chết mình thôi. Vẫn không có quả mình nào được đặt ra. Và bây giờ thì AS Mobile sẽ nhảy ra và bắt đầu đặt mình. Ok. Ê, bạn chạy đi đâu? Thôi. Bèo. Ui, đam cuồn cuộn các bạn ạ. Ui. Trời ơi, kinh lắm các bạn ơi. Đam cực kỳ mạnh luôn. Thôi bắn nhanh nữa chứ, ra đạn nhanh nữa chứ. Ôi, dường như cái khẩu Famas này mình cảm giác như là nó đang kiểu như là tăng thêm lượng đam với lại tốc độ bắn nữa thì phải. Ê, có cái gì lạ? Mình nhớ là rồi nãy lên trên làm gì có bom keo ở đây. Nòng súng nó lòi ra kìa các bạn. Chạy. Ui, đam 23, 24 kìa các bạn. Đam 12 nè các bạn. Tầm này mà đam 12, thằng này chắc giáp 4. Đúng rồi chứ đâu. Nó giáp 4 luôn các bạn. Giáp 4 mà đam 12. Cũng ngon, cũng khá là trâu đó. Trong khi đó bèn xong. Trong khi đó thì với khẩu Ska thì đam lâu lâu 9 7, 8, 9 chán lắm. Xin lỗi. Đậu xanh đậu phộng. Kinh chưa? Thôi kinh chưa. Kinh chưa? Quá là ngon các bạn ạ. Khẩu này cực kỳ gắt luôn các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh của AS Mobile nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.